chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu với các bạn về một món ăn vặt nữa nhé. Và đây đảm bảo sẽ là một món ăn vặt mà rất nhiều bạn trẻ thích đấy. Mình giới thiệu với các bạn về cách làm món khoai lang kén nhé. Và để làm được món khoai lang kén này, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên là một củ khoai này. Khoai ở đây mình đã gọt vỏ và ngâm với nước muối. Tiếp theo là 50g bột năng, 50g đường và một gói bột chiên giòn thế này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt lát cái củ khoai này ra. Mình cho khoai vào nước muối mình ngâm thì khoai của mình nó sẽ không bị thâm đấy. Nếu mà các bạn làm cho nhiều người ăn ấy thì mình có thể làm khoảng 2-3 củ cũng được. Ở đây mình ít người ăn cho nên mình sẽ chỉ sử dụng một củ khoai thôi. Đã thái lát khoai ra rồi, bây giờ mình sẽ đem khoai đi và rửa sạch lại với nước. Sau đó mình sẽ cho khoai vào nồi và hấp chín. Các bạn cũng có thể để nguyên cả củ khoai, chúng ta luộc khoai chín sau đó thì mình sẽ làm cũng được nhé. Khoai của mình sau khi đã được hấp chín rồi, mình sẽ cho vào một cái âu như thế này nhé. Theo các bạn sẽ nghiền nhuyễn khoai ra. Mình cho luôn đường vào đây. Các bạn thích ăn ngọt thì các bạn có thể cho nhiều đường hơn nhé. Mình có thể dùng tay để mình bóp cho khoai nó nhuyễn ra cũng được. Mình sẽ cho một phần bột năng vào thôi. Và lại bóp đều khoai với bột lên. Sau khi đã trộn cho khoai và bột năng quyện vào với nhau rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành viêm khoai lại nhé. Mình sẽ nắm khoai lại thành những cái hình kén giống như là kén tằm thế này nè.
sau khi đã viên khoai thành những cái viên hình giống như cái kén này, bây giờ các bạn hãy tiếp tục lăn khoai qua một lớp bột năng nữa nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ lấy bột chiên chúng ta đổ ra cái bát con. Sau đó các bạn hãy cho một chút nước vào đây. Mình sẽ pha cho bột chiên nó hơi đặc như thế này nhé. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ việc lấy khoai nhúng vào bột chiên, sau đó chúng ta cho vào chảo dầu và chiên khoai lên thôi. Sẽ lăn viên khoai qua bột chiên giòn các bạn nhé. Sau đó sẽ cho vào chảo dầu. Các bạn nhớ chú ý đảo khoai, nếu không được khoai sẽ nhanh bị cháy đấy nhé. Bởi vì là khoai của mình nó có đường, nó ngọt cho nên là nó sẽ dễ bị cháy lắm. Các bạn ơi, các bạn đã thấy khoai của mình nó có màu vàng giống như cái kén chưa nào? Các bạn nhớ chú ý lật khoai thường xuyên để tránh cho khoai bị cháy nha. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món khoai lang kén thơm ngon giòn rụm rồi đấy các bạn ạ. Các bạn thấy đĩa khoai lang kén của mình có hấp dẫn không nào? Các bạn ơi, các bạn hãy cùng làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.